Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với phần thi ứng xử của top 8. Thí sinh đầu tiên, chúng tôi xin được mời thí sinh mang số báo danh 08 Nguyễn Thị Thảo đến từ Việt Nam. Vâng, và xin mời thí sinh đầu tiên sẽ cùng bước lên phía trước để đến với phần thi ứng xử. Vâng, xin được trân trọng kính mời thí sinh Nguyễn Thị Thảo mang số báo danh 08 đến từ Việt Nam. Chúng ta sẽ bốc thăm câu hỏi của mình. Vâng, thí sinh Nguyễn Thị Thảo đã bốc thăm được câu hỏi và chúng tôi xin mời quý vị chờ đợi trong ít phút. Có run không ạ? Dạ, rất là run. Chúng ta có thể cổ vũ cho thí sinh của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn được không? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Đó chính là sự động viên cổ vũ rất là lớn dành cho các thí sinh của chúng ta để các thí sinh bình tĩnh hơn, tự tin hơn và trả lời những câu hỏi đến từ ban giám khảo. Vâng, và kính thưa quý vị thân mến, thí sinh đầu tiên của chúng tôi đã bốc thăm được câu hỏi của mình. Xin mời bạn hãy hít thở và chuẩn bị trả lời câu hỏi. Chúng tôi biết được rằng thí sinh đầu tiên luôn là thí sinh áp lực nhất. Vì thế quý vị thân mến, hãy cổ vũ cho các thí sinh của chúng tôi lớn xíu hơn nữa được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Câu hỏi của bạn như sau. Theo bạn, nữ doanh nhân hiện đại thì cần những yếu tố gì? Xin mời bạn nghe kỹ câu hỏi. Theo bạn, nữ doanh nhân hiện đại thì cần những yếu tố gì? In your opinions, what factor to modern businesswoman needs? Bạn sẽ có 2 phút để trả lời câu hỏi này. Xin mời. Với tôi, để trở thành một người phụ nữ, một doanh nhân, thì tôi nghĩ yếu tố đầu tiên là sự mạnh mẽ, có tri thức, sắc đẹp và đặc biệt là phải có tâm. Đẹp ở đây là chúng ta yêu tất cả cái đẹp, yêu tất cả mọi người. Tri thức ở đây là chúng ta phải, khi mà chúng ta làm việc bắt buộc chúng ta phải có kinh nghiệm. Bắt buộc chúng ta phải có kinh nghiệm để thành công thì chúng ta phải có kinh nghiệm, chúng ta phải trải qua thất bại. Chúng ta phải thất bại rất là nhiều lần để chúng ta trải được thành công. Đồng thời, yếu tố đó thôi còn chưa đủ, chúng ta còn có tâm. Cái tâm là một cái rất là quan trọng và người ta sẽ đánh giá bạn qua cái tâm của bạn. Khi mà bạn có tất cả những yếu tố đó thì chắc chắn bạn sẽ là một người phụ nữ thành công và tuyệt vời nhất. Vâng ạ, chúng ta vừa đến với phần thi ứng xử đến từ thí sinh đầu tiên của chúng ta. Và bạn cũng đã có phần trình diễn những trang phục cho ngày hôm nay rất là ấn tượng rồi. Xin mời phiên dịch. Hello. Hello, ladies and gentlemen. I recently heard answer. In my opinion, to become a business woman, you should have some factors. The first factor is you should be strong. And the second factor is you have a lot of knowledge. And the third factor is you have warm-hearted. And she explained the first factor is strong, you should love everyone. And the second factor is you want to, if you have knowledge, you should experience a lot of failure. And there, if you have enough factors, you will be stronger and you will be successful. Thank you. Thank you so much. Xin được chúc mừng cho thí sinh đầu tiên, một đại diện đến từ Việt Nam đã hoàn thành xong phần ứng xử của mình. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho thí sinh của chúng tôi, thưa quý vị. Thank you. Vâng, và cũng xin được chúc cho bạn sẽ có một kết quả thật là tốt trong ngày hôm nay. Xin mời bạn quay trở lại vị trí của mình. Chúng tôi xin được mời thí sinh tiếp theo. So right now, we please invite come to the stage now. Number 3, Princess MS Bantaza from Philippines.
Vâng, chúng tôi xin được mời thí sinh mang số báo danh 03 đến từ Philippines, thí sinh Pricey. Và câu hỏi của bạn là gì ạ? Okay, are you nervous? Not really. Not really? Okay. Okay, here's your question. First of all, we speak by Vietnamese, and I will translate for you. Vâng ạ. Câu hỏi ứng xử dành cho thí sinh tiếp theo của chúng ta. Nếu bạn là người chiến thắng đêm nay, bạn sẽ mang đến dự án cộng đồng gì cho xã hội? Vâng ạ, chúng tôi xin được một lần nữa đọc lại câu hỏi của thí sinh thứ hai. Nếu bạn là người chiến thắng đêm nay, bạn sẽ mang đến dự án cộng đồng gì cho xã hội? Xin mời bạn. So, Miss Philippines, this is your question. If you will become the winner tonight, what community project would you bring to society? Okay, if you will to be the winner tonight, what community project would you bring to society? You have 2 minutes. If I will win the contest tonight, I'm going to implement projects such as socio-economic activity where people can learn on how to end the discrimination when it comes to women empowerment. And I will teach everyone, especially the youth, to encourage them to get out of their comfort zones, to flourish their talents, unleash their inner self potential, so that together we can end the discrimination and we can stop the gender bias, and we will all have unity to become confident, and we will all have a better place for everyone, where every children can have a smiles on their faces, and we'll have a better future. Thank you very much. Xin mời phiên dịch. Câu trả lời của thí sinh đến từ Philippines như sau. Nếu như mà tôi trở thành người chiến thắng đêm nay, tôi sẽ mang đến những dự án cho cộng đồng xã hội như sau. Tôi sẽ sử dụng những cái hoạt động về kinh tế, những cái sức mạnh, những sắc đẹp của tôi để tạo ra những cái trong những hoạt động kinh tế để mang lại cho những trẻ em những cái tương lai tốt hơn. Xin cảm ơn. Vâng, thí sinh Philippines đã trả lời câu hỏi ứng xử của mình, và bạn sẽ sử dụng sắc đẹp của mình, vị trí của mình và cũng như là sức ảnh hưởng của mình trên các nền tảng mạng xã hội để chia sẻ nhiều hơn nữa, đặc biệt là dành cho quyền trẻ em. Các bạn sẽ sử dụng không chỉ là nhan sắc, sự cố gắng của mình để giúp cho trẻ em không chỉ tại Việt Nam mà còn các nước khác trên châu Á và cũng như là toàn quốc tế, để giúp cho các em sẽ có một nền tảng phát triển tốt, bởi vì trẻ em sẽ là tương lai của mọi đất nước. Thank you so much. Thank you. Okay, and now we go to... Vâng ạ, chúng tôi xin được mời thí sinh mang số báo danh 05, Thái Lan, Pizarro. Xin mời bạn sẽ chọn câu hỏi cho mình. Và chúc cho bạn sẽ có phần thi ứng xử thật là ấn tượng. Xuôi mát mà. Thank you. Cảm ơn. สวัสดีครับ. สวัสดีค่ะ. ทุกคน สวัสดีค่ะ. สวัสดีครับ. ผมชื่อจางนะครับ. And this is your question. Yes. Don't want to ask me nervous or not? No way. I believe in you. Okay. Vâng ạ, câu hỏi dành cho thí sinh đến từ Thái Lan, Pizarro của chúng ta. Đối với bạn, khái niệm về từ doanh nhân là như thế nào? Vâng ạ, chúng tôi xin được đọc lại câu hỏi ạ. Câu hỏi cho thí sinh mang số báo danh 05. Đối với bạn, khái niệm về từ doanh nhân là như thế nào?
Okay, please listen your question. I will speak in two times. For you, what is the concept of the word business? What is the concept of the word business? Okay, okay. For me, business cooperate with many words and many meanings. But the most important thing for the business is the honest. You got to be the honest for everything that you have to do, because the honest is the basic one for everyone have to be in mind. Even you do the business, even you have the lover, or even you spend your life in this world, you got to be sincere and be honest. Thank you, everyone. Thank you. Xin mời phiên dịch. Câu trả lời của thí sinh đến từ Thái Lan. Định nghĩa của kinh doanh là gì? Và câu trả lời của cô ấy tức là doanh nhân là gì? Thì câu trả lời của cô ấy tức là phải làm thật nhiều việc và đặc biệt là làm những việc thật tâm. Chân thành là một trong những yếu tố mà trong tâm của cô ấy. Chân thành từ trong tình yêu và chân thành từ trong mọi việc. Thank you. Congratulations for your behavioral roles in examination. Thank you. As well again, this is Peter Rose from Thailand. Vâng ạ, chúng ta vừa đến với phần thi ứng xử của thí sinh đến từ Thái Lan và chúng tôi nhận được sự cổ vũ rất là nồng nhiệt đến từ quý vị khán giả. Vâng, cứ tiếp quay về quý vị thân mến, và ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi ứng xử tiếp theo của thí sinh đến từ Việt Nam. Thí sinh mang số báo danh 12, Hoàng Thanh Loan. Vâng, và xin mời bạn hãy chọn phong bì chứa câu hỏi của mình. Vâng ạ, và câu hỏi dành cho thí sinh mang số báo danh 12, Hoàng Thanh Loan của chúng ta là gì đây ạ? Vâng, một câu hỏi khá là thú vị thưa quý vị. Và hãy cùng lắng nghe câu hỏi. Chúng tôi sẽ đọc lại câu hỏi của bạn 2 lần. Bạn sẽ có 2 phút để trả lời. Vâng ạ, câu hỏi dành cho bạn. Trong 5 năm tiếp theo, bạn sẽ là ai? Vâng ạ, chúng tôi sẽ được đọc lại câu hỏi ạ. Trong 5 năm tiếp theo, bạn sẽ là ai? This is your question. In the next 5 years, who will you be? Tôi xin được trả lời câu hỏi của mình. Trong 5 năm tiếp theo, tôi vẫn là tôi, một doanh nhân vì cộng đồng. Ocean Group của chúng tôi đang có một quỹ hoạt động thiện nguyện hướng đến cộng đồng, tất cả những hoàn cảnh khó khăn. Tôi mong muốn lan tỏa nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ không có điều kiện tới trường, và tôi hy vọng quỹ thiện nguyện của tôi được chấp cánh những ước mơ, những em bé và những hoàn cảnh khó khăn được những hoàn cảnh khó khăn và những em nhỏ không có cơ hội tới trường. Và quỹ học bổng của chúng tôi mang tên Ocean Roof sẽ giúp các em thực hiện những ước mơ của mình. Chúng ta hãy trao yêu thương để nhận lại yêu thương. Và tôi là Hoàng Thanh Loan, một doanh nhân vì cộng đồng. Xin mời phiên dịch. I will translate this answer as the Vietnamese contestant. Her answer is, in the next 5 years, I will be me. And I am a community business woman, and we have a charity funding. And we will want to spend our charity funding to the children, especially the children have special condition.
They cannot go to schools. And our authority funding the Navy oceans. Right. Thank you. Xin được chúc mừng bạn đã hoàn thành xong phần dự thi ứng xử của mình. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho thí sinh đến từ Việt Nam. So right now we go to the number 5, Miss Alisha Miskovska from Latvia. Vâng, và thí sinh tiếp theo của chúng ta mang số báo danh 05 đến từ Latvia, thí sinh Alisha Miskovska. Okay, Miss Latvia, congratulations. You entered the top 8 finalists. Welcome to Vietnam. Thank you very much. And this is your question. We will repeat in 2 times for you. Please listen to me. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi dành cho thí sinh đến từ Latvia. Vâng ạ, câu hỏi dành cho thí sinh tiếp theo của chúng ta. Hiện tại trên thế giới có rất nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Nếu bạn là người truyền cảm hứng, bạn sẽ chia sẻ với họ điều gì? Vâng ạ, chúng tôi xin được đọc lại câu hỏi. Hiện tại trên thế giới có rất nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Nếu bạn là người truyền cảm hứng, bạn sẽ chia sẻ gì với họ? Okay, this is a question. You can listen to me or look in this paper, okay? Currently, in the world, there are many women in difficult circumstances. If you are an inspiration, what will you share with them? Currently, in the world, there are many women in difficult circumstances. If you are an inspiration, what will you share with them? Good evening, dear ladies and gentlemen. First of all, I would love to say big thank you to the universe for being the first representative of Latvia in the history of Miss Business Global. Today is the event which we are doing all together, becoming around the world. I'm working as an ice figure skating coach more than 15 years. I graduated 3 universities, and the main aim of my work is to raise the healthy generation. Every day I teach to my skaters not only sporting proficiency, but also to be courageous, reliable, to honor their country, our Latvian national flag, and our country. In nowadays, any story about the beauty pageant, it's not a story about the sparkle crowns. This is a story about who you are and where are you going and how you can make and improve this world better with your own story. To become a new Miss Business Global, it seems that you must perform example of educated, strong, powerful, empowerment, dedicated woman who can lead the 21st century. And I'm sure that I have my own story, which can inspire a lot of people around me. Thank you very much for your support. Vietnam, you will always stay in my heart. Thank you. Okay, that is the answer from Latvia. Xin mời phiên dịch. Sorry, câu hỏi này mình không tập trung một xíu. Xin mời MC chuyển lời giúp. Okay. Câu trả lời của thí sinh Latvia như sau. Về câu hỏi, hiện tại trên thế giới có rất nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Nếu bạn là người truyền cảm hứng, bạn sẽ chia sẻ điều gì với họ? Thì đầu tiên, thí sinh đến từ Latvia gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu năm 2023 đã tạo nên một sân chơi để tất cả các thí sinh tới đây
để chúng tôi có cơ hội được gặp nhau, được chia sẻ và cũng như được trở thành bạn của nhau. Sẽ không có một biên giới, một ngăn cách nào giữa các quốc gia, bởi vì chúng tôi đều là những người phụ nữ mạnh mẽ. Và nếu như chúng tôi trở thành những người chiến thắng của cuộc thi này, hoặc chúng tôi đơn thuần sẽ chỉ trở thành những người phụ nữ mạnh mẽ trong cuộc sống của mình, thì chúng tôi sẽ truyền đi cảm hứng cho phụ nữ trên toàn thế giới. Hãy luôn tin vào bản thân của mình, hãy luôn tin tưởng rằng các bạn là những người sẽ có thể mang lại sự biến đổi lớn lao trên thế giới. Dù các bạn không phải là nam giới, không phải đàn ông, các bạn vẫn có thể biến đổi thế giới xung quanh mình, bởi vì các bạn có những trái tim vô cùng dũng cảm. Đó là những điều tôi sẽ chia sẻ. Còn điều đặc biệt hơn nữa, tôi muốn chia sẻ đó là trở thành một trong những người truyền cảm hứng nhất của đêm nay, bởi vì tôi là Hoa hậu đến từ Latvia. Tôi yêu Việt Nam. Thank you so much, Latvia. Thank you. Vâng, và chúng tôi cũng hy vọng rằng với phần trả lời ứng xử của thí sinh vừa rồi sẽ để lại ấn tượng cũng như là thuyết phục quý vị ban giám khảo và tất cả khán giả ở đây ạ. Okay, and now we go to the next beautiful face. Please welcome Anastasia from Malaysia. Vâng, phần thi ứng xử tiếp theo đến từ thí sinh mang số báo danh 01 đến từ Malaysia. Thí sinh Anastasia. Okay, congratulations. Enter the top 8 finalists, and this is your question. First of all, we speak this question by Vietnamese for all the audience. Vâng, câu hỏi dành cho bạn như sau. Theo bạn, kinh doanh có thực sự quan trọng hay không? Vâng, chúng tôi xin được đọc lại câu hỏi. Theo bạn, kinh doanh có thực sự quan trọng hay không? And this is your question. In your opinions, is business really important? In your opinions, is business really important with you? You have 2 minutes to answer this question. Thank you for the question. I believe business is really important to us, not just for the businessman or the businesswoman or for those that create a business, but it's for everyone to make a world a better place with the business that they sold or they receive from the others or from the other world. Thank you so much. Cảm ơn. Vâng, câu trả lời của thí sinh đến từ Malaysia như sau. Đối với tôi, kinh doanh không chỉ là quan trọng mà đặc biệt quan trọng. Kinh doanh không chỉ được thực hiện bởi những người đàn ông, những doanh nhân nam giới mà còn từ những doanh nhân là nữ giới. Chúng tôi sẽ phải kết hợp với nhau, bởi vì nếu như không có kinh doanh, không có kinh tế, không có tiền tệ luân chuyển giữa các quốc gia, thì chúng ta thực sự sẽ không có được hòa bình và ổn định. Đời sống của mọi người sẽ không thể nào phát triển, và chính vì cuộc sống khó khăn sẽ tạo nên rất nhiều những tệ nạn trong cuộc sống. Và chúng tôi luôn luôn mong muốn trở thành những nữ doanh nhân để làm kinh tế của đất nước mình và cũng như các đất nước bạn cùng phát triển. Cảm ơn. Thank you so much. Congratulations for your behavior of examination. Thank you. Xin được chúc mừng thí sinh đến từ Malaysia. Okay, and now we go to the Angelica Feist from Poland. Good evening, ladies and gentlemen. Okay, stay here with me. Don't move. Yes. Okay, choose a question. Vâng ạ, xin được mời bạn sẽ bốc thăm câu hỏi của mình. But this before question. Okay. I have special mission. Can I put music? I want catwalk. And thank you so much for everybody, people. And just go catwalk and relax. No. And after, question. No. No. Please forgive for me because we have a short time for... 2 minutes. No, 2 minutes. Yes, we have 1 minute? Short time. No. How many minutes are you? Yes. Vâng, quý vị thân mến, thí sinh đến từ Ba Lan, cô ấy nói rằng là có thể cho cô ấy đi catwalk thêm một vài bước nữa không? Tại vì cô ấy thấy là quý vị ở phía dưới ủng hộ cô ấy nhiều quá. I know. But you know we have a television show, and yes. Please forgive for me. And now we go to the your question now. Of course. Okay. Wait. Câu hỏi của bạn như sau. Hạnh phúc, thành công, thịnh vượng, theo bạn yếu tố nào là quan trọng nhất? Vâng, chúng tôi xin được đọc lại câu hỏi.
dành cho thí sinh đến từ Ba Lan, mã số 02 ạ. Hạnh phúc, thành công, thịnh vượng, theo bạn yếu tố nào là quan trọng nhất? Okay, this is your question. In your opinion, happiness, success, progressively, in your opinions, which factor is the most important? Happiness, success, progressively, in your opinions, which factor is the most important? I think important about characters and love people and one moment. Don't worry. Please, vỗ tay cho cô ấy được không ạ? Okay. Please, thinking. I think okay. It's success about characters. What your heart. If you good heart, you're the best success. Okay, that's all? I think yes. Okay. Thank you so much. Và câu hỏi của thí sinh đến từ Ba Lan khá là đơn giản. Với tôi, thành công là yếu tố quan trọng nhất bởi vì khi bạn giàu có, bạn tự sẽ có hạnh phúc và bạn sẽ biết chia sẻ điều thịnh vượng đó đến mọi người. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Miss Poland. Thank you. And we have a last one. Please come to the microphone. Please welcome Miss Sri Lanka. Okay, please choose your question. Vâng ạ, chỉ còn lại một câu hỏi cuối cùng đúng không ạ? Có biết rằng cảm xúc của thí sinh cuối cùng của chúng ta là gì đây ạ? Với thí sinh đầu tiên thì rất là hồi hộp rồi. Nhưng mà có lẽ chờ đợi lâu cũng là một yếu tố làm cho các thí sinh của chúng ta thêm phần hồi hộp hơn. Và câu hỏi của thí sinh cuối cùng của chúng ta là gì đây ạ? Okay, Nidesha Disanayake from Sri Lanka. This is the first time you come to the Vietnam? Yes. Are you happy? Yeah. Okay, are you nervous now? Little bit. Okay, don't worry. Vâng ạ, cô ấy là một thí sinh đến từ một đất nước mà chúng ta thấy rằng cũng khá là lạ lắm với Việt Nam, với gọi Sri Lanka, và đây là lần đầu tiên cô ấy đến Việt Nam. Cảm thấy Việt Nam vô cùng tươi đẹp, nhưng mà giờ phút này em đang hơi run một tí. Okay, all the audience, congratulations for you. Thank you so much, all Vietnamese and all are here. Okay, and this is your question. Vâng ạ, câu hỏi dành cho bạn. Đối với bạn, khái niệm về từ doanh nhân là như thế nào? Vâng, chúng tôi một lần nữa xin được đọc lại câu hỏi cho thí sinh cuối cùng của chúng ta. Đối với bạn, khái niệm về từ doanh nhân là như thế nào? Okay, this is your question. For you, what is the concept of the word businesses? What is the concept of the word business? I think the concept of business is some kind of relationship between people to share their money, goods, and all other worth. As example, we are doing a education as business. And we are selling products as a business, and we are doing modeling shows as business. We do all the things as business. Concept of business is make relationship between countries, peoples, and all the things in world. I think so. Okay. That's all? Yeah. Yes, okay, thank you. Thank you all ladies and gentlemen here. Cảm ơn thí sinh đến từ Sri Lanka. Câu trả lời của bạn ấy như sau. Đối với tôi, khái niệm về từ doanh nhân đó chính là những người có thể tạo nên mối liên kết giữa cộng đồng, tạo nên những sự liên kết giữa người với người của nhiều quốc gia khác nhau.
Doanh nhân không chỉ là những người làm kinh doanh để tạo ra tiền, mà họ còn có thể kinh doanh để tạo nên giá trị về giáo dục, về con người, nâng lên tầm cao của cuộc sống. Và đặc biệt là doanh nhân là những người có thể giúp thay đổi cuộc sống bằng khả năng kiếm tiền của mình. Cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, vậy là chúng ta đã trải qua phần thi ứng xử của top 8. Có lẽ rằng những câu trả lời đến từ các thí sinh của chúng ta cũng đều vô cùng thuyết phục. Điều đó cũng gây khó khăn cho quý bạn giám khảo, đúng không ạ?